Một số trường hợp tai nạn giao thông đáng chú ý: di chuyển tốc độ cao, thiếu quan sát, ba chiếc xe máy đã đâm trực diện khi đi đến khúc cua. Tình huống giao thông này mới xảy ra tại Cao Bằng vào ngày 1 tháng 6 vừa qua. Cụ thể, vào khoảng 11 giờ 35 phút ngày 1 tháng 6, tại thị trấn Tà Lùng, tỉnh Cao Bằng, bốn thanh niên di chuyển trên ba chiếc xe máy chạy với tốc độ cao đã không kịp xử lý khi đi đến khúc cua. Ba chiếc xe máy đã đâm liên hoàn vào nhau và để lại một hiện trường hỗn loạn. Cú va chạm mạnh khiến cho các phương tiện tan nát, nhiều mảnh vỡ bắn ra đường. Theo video chia sẻ, trong số 4 thanh niên bị tai nạn, chỉ có một người đứng dậy được sau tình huống va chạm, còn 3 người có dấu hiệu bất tỉnh. Hành vi điều khiển xe máy với tốc độ cao, thiếu quan sát, tiềm ẩn rất nhiều những nguy cơ, đặc biệt khi đi vào những khúc cua khuất tầm nhìn. Nghị định 100/2019 của Chính phủ quy định phạt tiền từ 4 đến 5 triệu đồng đối với người điều khiển xe máy và từ 10 đến 12 triệu đồng đối với người điều khiển ô tô không chú ý quan sát, điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông.